This is my mom. Do you touch my mom? I don't care who. Hey, hey, hey. Come back. Waiting for the police. Open. Open. Yes. Get this way. This is all the Spain people like this. Một lần nữa quý vị thấy rõ ràng tận tay luôn, ba con này luôn. Đi theo anh Sủ, mình đi ở đằng sau. Và nó tới ngay chỗ này, nó đi vô nhà hàng chung với anh Sủ luôn. Mình đi ở đằng sau và nhà hàng chưa có mở cửa. Anh Sủ đi ra, nó lấy cái phát phạt của anh Sủ. Right here. Nó mở chưa ra kịp liền. Chưa kịp mất. You know, because I am here. Yeah. I watching my husband and I saw my own eye. They unzip the zipper. They unzip the zipper right here. Ghê không quý vị? Trong vòng chỉ có 5 ngày thôi mà ở Spain bị móc túi 3 lần. Nếu mà không làm cái gì hết á, là sẽ biết, thấy không? Tuy rằng mình biết rồi, mình đã cất hết đồ rồi đó, mà còn vậy đó. Wow, kinh hoàng. Mới nói đó là mình coi chừng ba con này đó nha. Mình đi ra mình nói coi chừng ba con này nó đi theo mình đó. Thiệt, đúng thiệt. Mới vừa bước ra khỏi cửa thôi là nó kéo cái xe của tia. Khi mà anh nói là coi chừng ba con này, em để cho anh đi ra trước. Em đứng em nhìn. Một con nó đứng ngang giống như vậy. Một con đứng ở đây nó móc. Anh Sủ thì đứng cái hướng này. Một con nó block ngay cái view, nhưng mà nó không có biết là mình là người quen với anh Sủ. Kinh chưa? Mà hả, cảnh sát đầy. Hồi tối hôm qua mình đi ban đêm, mình thấy có một người, bởi vì that's why giờ phải đeo ba lô giống vậy. Hôm qua mình thấy có một đứa đó nó móc túi người ta. Và mấy người cảnh sát chìm á, người ta có đeo cái headset này nè. Ta thấy nó móc túi, ta lại ta lấy lại. Khi mà anh Sủ nói anh với chị qua đây bị móc hả tay này nữa. Yes. They are going to bag. Yes. And they, because they did that to me. I had a backpack. Someone opened it and took my whole wallet out. Yes. And I had to go to the police and everything. So I'm just saying, just be careful because it does happen. Yeah, that's why I tried to yell out, call the police. Yeah. For them to scare. Yeah. But they still. Yeah, they got aggressive. No, I was just wondering if that had happened to you. So they tried to take the wallet out. 2 days ago, they opened mine. But nothing in here, just only a water bottle. Yeah. And my plastic case, yeah. Only nothing in there. Lucky. Okay, good. Okay. It's dangerous. Okay, bye bye các bạn. Mình ngày cũng may là mình cũng không có mất cái gì, bye bye.